vị tổ sư thiền tông đời thứ 19, tổ Kumalada, sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 691 năm, ở nước Nguyệt Chí, theo đạo Bà La Môn, cha tên Cư Thập Miên, mẹ là Nhân Ánh Sanh. Ngài cùng mẹ đi viếng đền Thiên Yên, trên đường đi phải qua con đò. Khi ngồi chờ đò, tổ và Gia Xá Đa cũng chờ đò. Tổ hỏi ngài, ông đến đền Thiên Yên để cầu xin gì? Ngài trả lời, tôi cùng mẹ đến đền Thiên Yên để cầu bình yên trong gia đình. Tổ hỏi, từ trước nay ông cầu như vậy có kết quả gì không? Ngài trầm ngâm một hồi lâu rồi trả lời, tôi thấy cũng không có kết quả gì, nhưng mẹ bảo là tôi phải đi. Tổ nói, ông muốn hiểu sự thật nơi thế giới này không? Nếu được nghe lời chân thật trên đời này có gì bằng? Ngài trả lời cho tổ. Tổ liền đọc bài kệ 16 câu như sau cho ngài nghe. Đời là dòng chuyển nhân gian, quy luật vật lý rõ ràng thế thôi. Người đời chỉ vì cái tôi, cầu xin lại lục, ôi thôi sai lầm. Phải biết cấu tạo nơi trần, nhân duyên nhân quả là phần của ta. Dù cho lại lục gần xa, những lời cầu ấy là ta mê lầm. Người khôn phải hiểu chỗ chân, luân hồi sinh tử là phần riêng ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca tu thiền thanh tịnh nhận ra chỗ này. Ông nay muốn hiểu lời thầy, ta nói pháp ấy, ông đây ngộ liền. Khi ngộ những chuyện linh thiêng là thứ ảo tưởng, ông liền bỏ đi. Nghe tổ ngâm bài kệ 16 câu, ngài liền giác ngộ ý nghĩa bài kệ, nên trình với tổ và Gia Xá Đa. Kính thưa thầy, bài kệ thầy vừa đọc, con đã lãnh hội được. Vậy kính xin thầy cho con theo làm đệ tử của thầy, để con học hỏi những gì mà thầy đã biết. Tổ và Gia Xá Đa đồng ý và nhận ngài làm đệ tử. 10 năm ngài theo tổ học đạo thiền, lúc nào ngài cũng luôn chăm chỉ học hành. Một hôm tổ hỏi ngài, con theo ta học đạo thiền, vậy trong 10 năm ấy con học được gì, hãy trình ta nghe. Ngài liền đọc bài kệ 40 câu. Ngày xưa theo mẹ mong cầu, ngày ngày tháng tháng cứ cầu cứ xin. Mẹ rằng Bà La rất linh, ai đến cầu khẩn ngài linh cho liền. Có lần con bị não phiền, đến cầu khẩn lại xin liền phúc cho. Hằng ngày chân xếp co ro, ngồi thiền tưởng nhớ xin cho lộc xài. Lòng con khẩn nguyện không sai, nhưng không linh ứng lại hoài không chi. Ngồi nơi bến vắng một khi, nhờ thầy dạy bảo cầu chi cho phiền. Chỉ cần tâm mình tự yên, những điều kỳ diệu hiện liền ra ngay. Kể từ đó cho đến nay, con bỏ cầu khẩn thấy ngay Niết Bàn. Hiện tại con được bình an, không cần khẩn lại mà an trong lòng. Thiền tông không phải dụng công, chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình. Thiền thanh sao lại tuyệt linh, không theo vật lý tuyệt linh vô cùng. Khi tâm thanh tịnh lạ lùng, nhìn thấy bể tánh khắp vùng mênh mông. Trời đất phong cảnh núi sông, thấy xuyên qua hết khắp cùng xa xăm. Thấy vậy con chỉ âm thầm, chỉ cần thấy biết không cần nói ra. Ơn thầy con đã nhận ra, Niết Bàn thanh tịnh quê ta đây rồi. Thiền tông kỳ diệu thầy ôi, khi vào bể tánh luân hồi lìa ngay. Hôm nay con trình tổ ngài, những thứ con biết tổ ngài chứng cho. Nhờ thầy con hết cầu lo, rơi vào bể tánh không cho luân hồi. Con nay trình với thầy thôi, những gì con biết luân hồi không theo. Trần gian không bám không theo, con nay giác ngộ quyết theo pháp thiền. Tổ và Gia Xá Đa vừa nghe ngài trình bài kệ 40 câu, tổ biết ngài đã đạt được bí mật thiền tông nên dạy ngài như sau. Ông nay đã đạt được bí mật thiền tông, vậy 10 hôm nữa là đến ngày rằm tháng 5, ta sẽ truyền bí mật thiền tông cho ông để thay ta làm tổ sư thiền tông đời thứ 19. Vậy ông chuẩn bị chánh điện thiền tông cho trang nghiêm, ta sẽ truyền bí mật thiền tông lại cho ông. Đúng ngày rằm tháng 5, buổi lễ truyền bí mật thiền tông của tổ và Gia Xá Đa truyền cho ngài được thực hiện. Chúng tôi xin ghi bài kệ truyền thiền như sau. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng. Truyền đi khắp chốn gian nan, ta nay truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Cưu có duyên, ta nay truyền thiền cấp giấy cho ông. Đa kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là xong luân hồi.
Thiền tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã biết được nhận thì tổ tông. Tổ tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền tông ông phải lặng thinh, ai có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, ai có duyên lớn nói ra pháp này. Hôm nay chánh điện tại đây, tổ vị 19 tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng thiền tông. Truyền đi khắp chốn núi sông, giúp người biết được là xong luân hồi. Thiền tông đặc biệt dạy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Thay lời Đức Phật tuyệt linh, chuyển ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn. Ông nên cố gắng bình an, nhìn thấy bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, vào được bể tánh hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền. Ông đã hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.